Từ trước đến nay, đâu đó trong các góc tối của xã hội luôn tồn tại các tổ chức âm thầm nung nấu những ý tưởng điên rồ nhằm thay đổi và thống trị thế giới này. The Purger là tập hợp những nhà khoa học có niềm đam mê nghiên cứu với những thực thể xác sống. Để thỏa mãn những thú vui kỳ quái đó, họ đã tìm được cách biến đổi những người bình thường thành các loài zombie. Và các bạn, những người đang ngồi tại đây ngay lúc này chính là những mẫu thí nghiệm đầu tiên của tổ chức. Nhiệm vụ của tất cả người tham gia là phải chiến đấu với phần còn lại để trở thành những người sống sót cuối cùng và giành được lọ huyết thanh giúp các bạn trở về hình dạng con người và thoát khỏi đây. Số còn lại sẽ phải chết. Và kể từ giây phút này, cuộc chiến sinh tồn chính thức bắt đầu. Chúc tất cả may mắn.